Đây là đồng hồ SKMA 1299. Nó đang hiển thị không đúng. Ta sẽ chỉnh nó cho nó đúng. Đầu tiên ta nhấn nút mode để chuyển về chế độ real time. Đó, đồng hồ đang ở chế độ real time. Nó hiển thị giờ, phút, giây, ngày, tháng, thứ. Bây giờ ta chỉnh giờ cho nó đúng. Thí dụ giờ hiện tại của ta bây giờ đang là 20 giờ 30 tối. Thì đầu tiên ta sẽ nhấn giữ nút reset trong vòng 2 giây. Nghe tiếng bíp một cái là ta thấy xuất hiện con nháy ở vị trí giây. Bây giờ ta bắt đầu chỉnh. Để di chuyển con nháy vào vị trí giờ, nhấn nút mode. À, giờ ta nhấn nút restart để chỉnh giờ. Ta thấy chữ 24H ở đây, có nghĩa là đồng hồ đang ở chế độ 24 giờ. Rồi ta di chuyển con nháy qua vị trí phút để chỉnh phút. Đó, chỉnh như đang 30. Rồi 30. Ta di chuyển con nháy qua vị trí tháng để chỉnh tháng. À, vị trí năm để chỉnh năm. Bây giờ là năm 2019. Rồi xong. Ta di chuyển con nháy qua vị trí tháng. Bây giờ là tháng 10. Rồi, di chuyển qua vị trí ngày. Bây giờ là ngày 21. À, ta chỉnh nó sẽ nhảy tăng lên rồi nó lại quay vòng. Nó không cho chỉnh lùi. Ai mốt xong. Kết thúc việc chỉnh ta nhấn nút reset. Thì cái vị trí thứ này nó tự động cập nhật luôn. Còn chế độ hiển thị 12-24 thì ta thấy ở đây là đang hiển thị 24H. Ta đổi sang chế độ hiển thị 12 giờ, ta nhấn nút restart. Thì cái này là cái chữ 24H biến mất. Và cái giờ đấy nó cập nhật là 8 8 giờ 8 giờ tối, tại bên cạnh nó có chữ P. Đó. Ta chuyển qua hệ 24 giờ, ta lại nhấn nút restart trở lại. Thì nó tự động nó cập nhật lên 20. Bây giờ ta sẽ đặt giờ báo thức cho cái đồng hồ này. Đầu tiên ta nhấn nút mode để chuyển sang chế độ báo thức. Đây, chế độ báo thức ở trên này nó sẽ có hai chữ AL. Và giờ báo thức hiện tại của đồng hồ là 10 giờ 5 phút, hệ 24 giờ. Bây giờ ta đặt giờ báo thức là 5 giờ 30 sáng. Ta nhấn nút, giữ nút reset vài giây để cho xuất hiện con nháy. Rồi, con nháy xuất hiện ở vị trí giờ. Ta sẽ nhấn nút start để chỉnh giờ. Đó, nó sẽ vượt qua 24 rồi nó quay lại. 5 giờ xong. Ta nhấn nút mode tiếp để chuyển qua vị trí phút. À, anh nhớ vị trí phút ta chỉnh lên 30. Xong. Kết thúc điều chỉnh ta nhấn nút reset. Bây giờ trên này thấy có chữ alarm. Điều đó có nghĩa là đồng hồ sẽ đổ chuông báo thức trong ngày hôm nay.
duy nhất ngày hôm nay, sang ngày mai nó sẽ không đổ. Bây giờ ta nhấn nút reset thì ở đây sẽ xuất hiện dòng chữ trên này vừa xuất hiện, dưới này cũng vừa xuất hiện, có nghĩa là nó sẽ đổ chuông báo thức mỗi ngày. Ta nhấn cái nút reset thêm một lần nữa, cả hai dòng chữ này đều mất, thì có nghĩa là ta đã tắt chuông báo thức. Nó có đến 5:30 sáng thì nó cũng không đổ chuông. Bây giờ ta cho đổ chuông trở lại, thì đây đổ chuông một ngày duy nhất, vừa hiện lên trên vừa hiện bên dưới là cho đổ chuông mỗi ngày. Hai dòng này đều mất thì có nghĩa là tắt chuông báo thức. Và như vậy ta đã chỉnh xong giờ báo thức và bật tắt chuông báo thức. Bây giờ ta cho nó bật chuông báo thức đi. Một ngày duy nhất thôi. Rồi, ta nhấn nút mode trở về chế độ hiển thị real time. Rồi, như vậy là xong. Ta kết thúc việc chỉnh ở đây.